Bốn con giáp mất tiền trong 7 ngày sắp tới, chớ nên đầu tư kẻo rơi vào cảnh trắng tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống luôn tồn tại may mắn và xui xẻo, hai mặt đối lập nhưng lại luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. May mắn là điều ai cũng mong muốn có được, ngược lại, xui xẻo thường gây ra nhiều rắc rối, tai họa, bởi vậy ai cũng muốn tránh thật xa. Tuy nhiên, không phải là cứ muốn là sẽ được, sự may mắn hay xui xẻo thường đến vào những lúc không ai ngờ tới, nhất là sự xui xẻo. Theo quan điểm của tâm linh cho rằng, vận đen là sự việc đã được trời sắp đặt như một thử thách trong cuộc đời của mỗi người. Còn theo phong thủy thì cho rằng vận đen đến từ những vi phạm của gia chủ trong phong thủy. Hoặc theo tử vi học thì xui xẻo lại đến vào thời điểm mà 12 con giáp gặp phải những hung tinh chiếu mệnh. Theo đó, vào khoảng thời gian 7 ngày sắp tới, sự đen đủi sẽ bắt đầu đeo bám 4 con giáp này, khiến cho vận thế của những con giáp này đi xuống tận đáy. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự đều bế tắc, thậm chí tán gia bại sản, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị nghe đến đây cũng rất thắc mắc, đó là những con giáp nào? Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị những con giáp vận khổ trong 7 ngày sắp tới. Kính mời mọi người hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mảng ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất, người tuổi Sửu. Tuổi Sửu là người có sự nhân nại, kiên trì nên dù có khó khăn, dù cho mọi người xung quanh nghĩ đó là điều không thể, thì bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu. Mặc dù không phải là người có kỹ năng tốt, nhưng chính nhờ sự nỗ lực không ngừng mà cuối cùng những người tuổi Sửu thường chạm tới đích của chính mình. Cũng vì thế mà người tuổi Sửu phải đến độ tuổi khá muộn mới có thể thành công. Tử vi cho thấy thực tế thì mệnh chủ tuổi Sửu không phải không có cơ hội gia tăng thu nhập trong 7 ngày này, chỉ là cơ hội đến với bản mệnh không nhiều. Bản mệnh vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục cố gắng mới mong nhận lại được thành quả. Thực thần xuất hiện vào thời gian đầu cho thấy những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản tiền lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, với người làm công ăn lương thì do thương quan cũng như kiếp tài và tỷ kiên tác động, bản mệnh sẽ bị cô lập vì mâu thuẫn với cấp trên và tranh chấp với đồng nghiệp. Có điều, nếu con đường mà bản mệnh đang đi là đúng đắn, thì bản mệnh cần phải kiên định với điều mà mình đã chọn. Để tránh trở thành con giáp mất tiền trong khoảng thời gian này, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với những chuyện chi tiêu. Nếu không, bản mệnh cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài, tốn của mà lợi ích thu lại không được bao nhiêu. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng hùng tụ thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển trong mọi khía cạnh. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ. Thứ hai, người tuổi Thìn. So với người khác, tuổi Thìn là người rất nhạy cảm,
Nhờ có sự nhanh nhạy đặc biệt của mình mà họ thường nghĩ ra những ý tưởng vô cùng xuất sắc, ngay cả trong những tình huống có thể xem là bế tắc. Do đó mà không ít lần họ làm cho người khác ngạc nhiên với cách nhìn, cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề của mình. Chính vì điều này mà tuổi Thìn thường được xem là nhân tài và họ cũng đạt được thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tử vi 7 ngày sắp tới còn nói rằng có thể thời gian đầu mệnh chủ tuổi Thìn sẽ phải đối diện với nhiều yếu tố bất lợi do thương quan và tỷ kiên mang lại. Ví dụ như lãnh đạo không ủng hộ, đồng nghiệp cạnh tranh. Nhưng thông qua đó, bản mệnh cũng cần phải tìm được cách vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính ảm đạm cho thấy mệnh chủ tuổi Thìn chưa chắc sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng. Song bản mệnh cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc với những mệnh chủ làm ăn kinh doanh. Có thể ngay từ thời gian đầu, cơ hội đến với tuổi Thìn tới tấp khiến bản mệnh mừng thầm. Nhưng ngay sau đó, bản mệnh sẽ nhận ra rằng những cơ hội ấy không đáng tin cậy hoặc không đem lại nhiều lời lãi như bản mệnh mong muốn. Bên cạnh đó, tử vi còn nhắc nhở bản mệnh chớ nên dốc hết tiền bạc vào một mối đầu tư nào đó để tránh rơi vào cảnh mất trắng. Bản mệnh nên xem tuổi của họ làm ăn với mình để tìm đối tác cho đúng. Bản mệnh nên xem tuổi hợp làm ăn với mình để tìm đối tác cho đúng. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Thìn hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang vật phẩm bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt vòng đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Thìn. Thứ ba, tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là người luôn hành động, họ cũng rất tích cực trong việc gặp gỡ, giao lưu với người khác, kể cả người ở vị trí cao hơn mình. Từ đó mà họ tạo được cho mình một mối quan hệ rộng rãi, đa dạng, luôn vui vẻ với mọi mối quan hệ. Họ cũng rất thân thiết với những người tiếp cận lại mình. Dù đây là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng họ hoàn toàn có thể nói một chuyện. Dù đây là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng họ hoàn toàn có thể nói chuyện một cách thoải mái. Theo tử vi, 7 ngày sắp tới, mệnh chủ tuổi Ngọ phải vươn lên khắc phục được khó khăn mới mong khẳng định được giá trị bản thân mình. Kiếp tài và tỷ kiên sẽ mang đến cho tuổi Ngọ nhiều rắc rối bởi bản mệnh chưa thực sự biết cách hài hòa với đồng nghiệp. Bản mệnh hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình nếu không muốn mắc phải những lỗi sai không đáng có, thậm chí cần phải dùng tiền mới sửa được. Tử vi còn cho thấy tình hình tài chính lại càng không có nhiều điểm sáng với những mệnh chủ làm đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, bản mệnh chớ nên vội vã đưa ra quyết định đầu tư bởi rất có thể đấy là cái bẫy răng sẵn để bản mệnh đặt chân vào nếu mù quáng. Hãy bình tĩnh, chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn, đừng để tin tưởng vào lời ngon ngọt, dụ dỗ những kẻ không thật sự thân thiết. Ngoài ra, để tránh mất tiền trong thời gian này, bản mệnh cần biết hài lòng với những gì mà mình đang có. Đặc biệt là để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thì thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết công việc, vì thế mong được mọi người hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tư là tuổi Mùi. Xếp vị trí thứ 8 trong số 12 con giáp, tuổi Mùi đại diện cho sự đoàn kết, hòa đồng, điềm tĩnh. Những người sinh vào năm Mùi là người lịch sự, hòa nhã, có phần nhút nhát, giàu trí tưởng tượng, quyết tâm, có gu thẩm mỹ tốt. Về mặt tiêu cực, đôi khi bi quan, không thực tế, thiển cận và thận trọng trong hành vi. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi còn có sức sống rất mạnh mẽ, có ý chí sắt đá, có tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Bên dưới vẻ ngoài nhẹ nhàng của họ là khi xử lý các nhiệm vụ, họ không bốc đồng mà chỉ chu phân tích kỹ, hoàn thành thỏa đáng thế sự nghiệp. Trong năm 2021, bản mệnh vướng phải rất nhiều khó khăn trong 7 ngày, thậm chí phải khắc phục hàng nhiều vấn đề tồn tại, kiếp tài và tỷ kiên rình rập như sự báo trước nhiều rắc rối mà bản mệnh buộc phải vượt qua nếu muốn vươn tới thành công. Nếu muốn làm giàu, đừng để khó khăn đánh gục mình. Hãy bình tĩnh nhắc nhở mình cố gắng hơn nữa, tài chính của mệnh chủ dần dần rồi sẽ được cải thiện. Với những mệnh chủ đang làm buôn bán, cơ hội việc làm vào khoảng thời gian này có thể khiến mệnh chủ tưởng chừng như mọi việc đã đi vào quỹ đạo. Nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Mệnh chủ gần như chưa đưa vào thành quả gì vào thời điểm này, thậm chí phải tiếp xúc đủ dồn tiền để đầu tư. Vì thế, đảm bảo an toàn, bản mệnh cần kiểm tra kỹ trước khi đưa ra quyết định nào. Ngoài ra, để tăng cường may mắn, cải thiện vận may, Thế Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của mệnh chủ sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân canh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Mùi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, vòng đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Mùi. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị 4 con giáp tài vận kém may mắn trong 7 ngày sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.